Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngài Sekhanbaya Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ và đoàn công tác thăm chính thức Việt Nam và tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 12. Chiều mùng 6 tháng 12 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Sekhanbaya Gus, cùng tham dự lễ đón có trung tướng nguyễn trọng bình phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan của bộ quốc phòng ngay sau lễ đón bộ trưởng quốc phòng hai nước đã tiến hành hội đàm đại tướng phan văn giang khẳng định việt nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trong đó có mông cổ Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Ngài Bộ trưởng và đoàn đã nhận lời mời tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, cho rằng sự tham dự của đoàn đại biểu Mông Cổ sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của triển lãm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Saikhan Bayagos bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Việt Nam dành cho đoàn, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ, đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng hai nước. Tại hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng thời gian qua, trên cơ sở sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, quan hệ hai nước không ngừng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hợp tác về kinh tế thương mại, giáo dục và đầu tư. Thời gian tới, hai bên tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác, triển khai có hiệu quả các nội dung đã thống nhất, duy trì tiếp xúc cấp cao và giao lưu các cấp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong hợp tác đào tạo, hợp tác trong các lĩnh vực về quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự và trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hai bên cũng chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới khu vực và các vấn đề cùng quan tâm trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác phát triển trên biển đông không chỉ đối với các quốc gia có biển mà cả các quốc gia không có biển